Xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Bạn có bao giờ tò mò về một thế giới nơi kiếm khí ngang trời, nơi thần Phật, yêu ma và con người cùng tồn tại và mỗi tấc đất đều ẩn giấu những bí mật không ngờ tới chưa? Đó chính là đại thiên thế giới trong Kiếm Lai, một bản đồ rộng lớn được dệt nên từ những tòa thiên hạ huyền thoại, những vùng đất kỳ bí và những trận chiến rung chuyển cả trời đất. Và không vòng vo nữa, ngay bây giờ hãy cùng mình bước vào chuyến hành trình khám phá thế giới kỳ vĩ này, nơi mỗi đỉnh núi, mỗi dòng sông đều ẩn chứa một câu chuyện riêng và những cuộc chiến quyết định vận mệnh của cả thiên hạ vẫn còn đang tiếp diễn. Có thể nói, toàn bộ thế giới trong Kiếm Lai được gọi là đại thiên thế giới, bao gồm 5 tòa thiên hạ, kiếm khí trường thành, 36 động thiên, 72 phúc địa, thiên đình di chỉ, ngoài bầu trời và u minh thế giới. Mình sẽ bắt đầu từ những nơi ít được nhắc đến trước và phần quan trọng nhất sẽ được giới thiệu chi tiết sau cùng các bạn nha. Đầu tiên, một trong 5 tòa thiên hạ là Liên Hoa Thiên Hạ của Phật Môn, nơi đây ít được nhắc đến và hiện tại chủ yếu được biết đến với vai trò trấn áp lệ quỷ, nghiệt chướng của u minh thế giới. Người mạnh nhất nơi đây là Phật Đà, đã từng xuất hiện một lần tại Ly Châu Động Thiên với hình tượng một người đàn ông trung niên với vẻ ngoài tri thức. Qua lời nói của Văn Thánh thì ta biết được, hóa thân của Phật Đà nhiều như cát của sông Hằng, toàn bộ Liên Hoa Thiên Hạ được bao bọc bởi áo cà sa của vị này. Tiếp đến là Ngũ Thải Thiên Hạ, được biết đến là một tòa thiên hạ mới do Trung Thổ Văn Miếu của Hạo Nhiên tìm được và Văn Thánh cùng Bạch Giã mở ra. Tuy nhiên, qua lời nói của lão đại kiếm tiên Trần Thanh Đô thì nơi đây là quê hương của một nửa kiếm tiên tại Kiếm Khí Trường Thành. Hiện tại, người có chiến lược mạnh nhất ở đây chính là Ninh Diêu, 14 cảnh thuần túy kiếm tu, cũng là người đứng đầu Phi Thăng Thành nằm ở trung tâm Ngũ Thải Thiên Hạ. Bàn về chiến lược của Ninh Diêu, có một vị đã nhận định rằng nếu như địa điểm đánh nhau là ở Ngũ Thải Thiên Hạ thì một mình Ninh Kiếm Tiên đủ sức cho binh gia Sơ Tổ Khương Xá bay màu. Thứ ba là Thanh Binh thiên hạ của đạo gia với thế lực đứng đầu là Bạch Ngọc Kinh, nơi ba vị trưởng giao thay nhau tọa trấn với chu kỳ 100 năm một lần. Trách nhiệm của Bạch Ngọc Kinh chính là chống lại kẻ địch hóa ngoại thiên ma. Thiên hạ này chia ra là 14 châu, trong đó đã có một châu bị đánh đến chìm xuống do sự xâm nhập của một đầu hóa ngoại thiên ma ngụy 15 cảnh. Hiện tại, chiến lược mạnh nhất của tòa thiên hạ này là Dư Đấu, đã là ngụy 15 cảnh, chân thân bị cố định tại Bạch Ngọc Kinh. Địa phương thứ tư mình muốn nhắc đến trong video này là Man Hoang Thiên Hạ, hay còn được biết đến là Thiên Hạ của Yêu Tộc. Khắp với tưởng tượng là nơi linh khí cằn cỗi, khắp nơi là hung thú sát phạt tràn nhập huyết tinh. Thì thực ra, yêu tộc cũng muốn nhanh chóng tu luyện để hóa thành hình người, sau đó cũng thành lập nên các quốc gia, thành thị để mà vào đó sinh hoạt, không khác nhân tộc là mấy. Còn về bản chất thì Man Hoang Thiên Hạ đúng là nơi kẻ mạnh ăn kẻ yếu, không có lễ giáo trói buộc, sống như Hạo Nhiên, cho nên tại đây thì thực lực chính là thứ có giá trị nhất. Cuối cùng chính là Hạo Nhiên Thiên Hạ, nơi mà ít nhất là 80% nội dung của Kiếm Lai được diễn ra. Ở chính giữa của tòa thiên hạ này là địa phương chiếm diện tích lớn nhất, thậm chí còn lớn hơn toàn bộ diện tích của 8 châu khác gộp chung lại, đó là Trung Thổ Thần Châu. Cơ quan quyền lực nhất chính là Trung Thổ Văn Miếu, là nơi chế định tất cả quy củ, quyết định tất cả mọi việc quan trọng của toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ. Chiến lược mạnh nhất thì tất nhiên là Chí Thánh Tiên Sư rồi, nhưng Lệ Thánh mới là người vất vả nhất. Đánh thần linh Dương Nhiệt, bảo vệ toàn bộ Hạo Nhiên Thiên Hạ trước sự tấn công của lũ Dương Nhiệt thần linh này chủ yếu đều phải dựa vào Lệ Thánh. Nằm tại phía đông của Trung Thổ Thần Châu là Bảo Bình Châu, cho nên các châu khi gọi tên sẽ kèm theo phương hướng lấy Trung Thổ làm mốc đối chiếu. Ví dụ như là Đông Bảo Bình Châu, đây là châu nhỏ nhất và cũng có lẽ là yếu nhất cả Hạo Nhiên, bởi vì trước khi Trần Bình An cuột khởi thì nguyên một châu không có nổi một vị phi thăng cảnh, võ phu 10 cảnh cũng chỉ có mỗi Tống Trường Kính là mới bắt đầu được biết đến mà thôi. Cho nên, người của Đông Bảo Bình Châu khi đến châu khác quả thật là sẽ bị người nơi đó tương đối coi thường, cảm giác như châu nào cũng có thể đến bắt nạt Bảo Bình Châu vậy. Tiếp đến phía nam chính là Nam Bà Sa Châu, cũng chính là quê nhà của Trần Đối. Gọi đây là châu có học thức nhất cũng không quá đáng, bởi vì tại đó có một người chỉ dựa vào việc đọc sách mà tu luyện ra một thân cảnh giới phi thăng cảnh viên mãn, chuẩn bị hợp đạo ba đường thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Đó chính là Thực Nho Trần Thuần An, sẽ không quá đáng chút nào nếu nói chỉ cần hợp đạo thành công thì Hạo Nhiên sẽ thêm một người có chiến lược mạnh ngang với Lệ Thánh. Khi đó, Man Hoang Yêu Tộc hay thần linh Dương Nhiệt gì đó đều không phải là vấn đề lớn đối với Hạo Nhiên nữa. Tiếp đến là ba châu Tây Nam Phù Diêu Châu, Tây Kim Giáp Châu và Tây Bắc Lưu Hà Châu. Nói liền một lúc ba châu này là bởi vì nơi đây bị Man Hoang đánh đau nhất, đánh cho thê thảm nhất. Chiến lược có mạnh đến thế nào đi chăng nữa thì khi bị xâm chiếm cũng là bị yêu tộc làm thịt hết. Còn có kẻ phản bội lại Hạo Nhiên để đầu quân cho yêu tộc, ví dụ như Hoàn Nhan Lão Tổ là phi thăng cảnh của Kim Giáp Châu thì cũng thành đồ ăn cho Chu Mật rồi. Kế đến là nơi giàu nhất Hạo Nhiên chính là Ngai Ngai Châu. Người mạnh nhất ở đây chính là ông thần tài Lưu Tụ Bảo, y cũng chính là người hợp đạo với tất cả tiền trong thiên hạ. Ngai Ngai Châu bị mất chữ Bắc ở trong tên gọi của châu là do trước đây có tu sĩ của châu này đi du lịch tại Câu Lô Châu, ỷ vào gia thế và trong tay có tiền mà không coi người bản địa ra gì. Đến lúc bị đấm cho thì lại chạy về mách phụ huynh đến cũng không phân biệt đúng sai thế nào, ra tay với nạn nhân là người của Câu Lô Châu luôn. Chuyện tiếp theo thì đơn giản rồi, mấy trăm kiếm tiên của Câu Lô Châu kéo nhau lên phía Bắc Ngai Ngai Châu để tính sổ. Sau đó thì Bắc Ngai Ngai Châu chỉ còn là Ngai Ngai Châu thôi, còn Đông Bắc Câu Lô Châu thì trở thành Bắc Câu Lô
Lô Châu. Cơ bản là Bắc Câu Lô Châu là nơi kiếm tu nhiều nhất Hạo Nhiên, mà người cũng rất là giang hồ, ví dụ như cảm thấy bị nhìn đều một cái là cả hai lao vào tương tác luôn, hoặc là tên tông môn có vẻ hơi ngứa tai một chút, ví dụ như là Bá Đạo Tông hoặc là Bố Đời Môn chẳng hạn, người bên ngang qua có thể sẽ không nhịn được mà chưởng cho tổ sư đường của tông môn đấy một phát, sau đó thì chạy mất. Cho nên chiến lược của tu sĩ Bắc Câu Lô Châu cũng có thể nói là mạnh hơn các châu khác ngoại trừ Trung Thổ Thần Châu. Mà Bắc Câu Lô Châu có tận hai chiến lược phi thăng cảnh đỉnh phong là Hỏa Long Chân Nhân và Triệu Thiên Lại với tiên kiếm Vạn Pháp, nhìn chung có thể nói là vượt trội hơn các châu còn lại rất nhiều. Cuối cùng là Đông Nam Đồng Diệp Châu, là nơi chiến lược yếu xìu nhưng luôn giữ ảo tưởng là mình mạnh lắm, bởi vì chỉ có mỗi mấy người mạnh nhất của châu này là thực sự rất mạnh thôi. Còn những tu sĩ bình thường thì thực lực rất tầm thường, mà lại còn quen kiểu kẻ mạnh chỉ nhắm đến kẻ yếu để bắt nạt, đánh không lại thì về tông môn gọi phụ huynh đánh không lại nữa thì quỳ xuống xin tha thứ luôn, đúng là không có chút liêm sỉ nào. Đến cuối cùng thì những tu sĩ có vẻ như ngay từ đầu biểu hiện ra là không biết xấu hổ là gì, như Khương Thự Chân hay Tuân Uyên lại là người dám hy sinh thân mình để chống lại yêu tộc đến cùng. Như vậy là chúng ta đã đi ngang qua năm tòa thiên hạ, biết được người mạnh nhất nơi đây là ai. Thế nhưng mà những điều này thực tế lại không quá trọng yếu, bởi việc hành trình của Trần Bình An không đơn giản là sự trưởng thành về mặt cảnh giới cũng như chiến lược của cậu. Thứ quan trọng hơn lại là sự tác động của Trần Bình An trong việc thay đổi thế đạo này. Làm sao để khiến cho kẻ mạnh không còn tùy ý định đoạt số mệnh của kẻ yếu, kẻ có chức quyền không tùy ý định nghĩa đúng và sai theo ý muốn của mình. Làm sao mà vốn là người tu luyện nhưng cảnh giới càng cao thì càng giống dã thú, trong mắt không còn coi con người là người nữa mà lại coi họ là sâu kiến. Hãy cùng dõi theo bước chân của Trần Bình An vừa khám phá thế giới cũng vừa thay đổi thế giới này ra sao tại kênh YouTube Review 5 Phút ở những video tiếp theo các bạn nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.